bấm lay sao vậy, bấm lay sao vậy? Ủa gì vậy? Máy này bấm lay sao vậy? Thì có 3, 2, 1 nhạc nhạc khổ cực lên em. Đúng rồi, trời mưa khoảng che mưa miếng. Đúng rồi, mệt nè, thở nè tóc tai nè. Đúng rồi, nhìn xa xăm nè. Rớt đầu rồi. Trời ơi, lại đi. Sao vậy, em làm gì vậy? Anh ơi, từ từ lại nè. Anh nhạc giùm tôi đi ạ. Rớt rồi. Em ơi, em tập gài trung giùm anh em ơi. Gài lại. Anh sẽ lấy cái bàn chân của em mỏi mệt trước nha. Mỏi mệt hả? Đúng rồi. 3, 2, 1, vô. Từ, đúng rồi. Nhìn lên trời em ơi. Ngồi bệt xuống nhầm gian luôn. Lạnh rung nè em ơi. Ngô cái quy từ nha. Rồi ngô quy chạy chân nè em Nhân ơi. Vô nè, từ giấu mặt nhau nha. Từ nè. Nhìn nhau nè, xích vô nè. Nhìn nhau thấy nhau rồi. Xoay một vòng giùm tôi. Bắp đâu. Xoay vòng đúng rồi. Xoay vòng. Rồi ngồi ôn là kỷ niệm nè, từ từ nhớ kỷ niệm nha. Rồi ngồi xuống nè. Rồi ngồi xuống. Chuyển cảnh kỷ niệm. Rồi tháo ra. Tháo ra em ơi. Tiền cảnh ở đây vô, anh gói vô kia luôn. Nè đứng mặt chế diễu giùm anh. Nè hai mặt vô đây. Vô hai mặt nhìn qua đây. Mặt chế diệu. Ok. Đúng rồi tụi em. Anh đã tìm được cái sân khấu rồi. Bây giờ tụi em là mình cảm nhận là mình đang sinh hoạt hè. Và trong trường mình sẽ tổ chức những buổi văn nghệ. Ngồi dưới coi. Không, cười. Tụi em là ca sĩ luôn. Ok. Nha, tụi em lên đây giùm cho anh. À rồi. Rồi tự tin các bạn. Ba. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tin hát nhận nhau. Thời gian sẽ trôi mau, xin hãy ngừng trôi cho. Bên phải đâu à? La 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 la. Bên trái đâu à? Rồi xong hết rồi anh. Anh cái cảnh là vậy thôi anh. Ok. Anh coi nhiều lần biết không có thuộc. Dạ cảm ơn anh Nam Thanh nha. Cảm ơn anh trai. Dạ. Quy. Em vô đó em đọc cái phát biểu giùm anh một cái. Em vô cái micro em tưởng tượng đang phát biểu là trong trường, em hiểu không? À, tôi sẽ làm đạo diễn đúng không? Đúng rồi, lẹ Quy mình mượn bối cảnh ta. Dạ chờ em xíu nhanh nha, em xuống liền. Cảm ơn trai. Đúng rồi, cái này là buổi tốt nghiệp, em tưởng tượng là buổi tốt nghiệp nha Quy. Dạ. Em với mặt ánh mắt ngưỡng mộ nha. Đúng rồi. Rồi phát biểu đi Quy, nhép xin gom đi. Dạ xuống đây. Em ơi có cái micro em làm sao em không làm mà em cầm cái micro thì Quy em có phải diễn viên không vậy? cái này nó sống á. Chết rồi trời. Đâu này em tưởng tượng nè. Rồi. Mắt ngưỡng mộ nha. Em ngồi bẹp dưới giùm cho anh luôn. Ngồi bẹp ở dưới. Không đây nè. Mắt ngưỡng mộ. Chỉ nói chuyện với Đào nha. Rồi nói đi Quy. Đúng rồi em. Alo 1, 2, tôi là Quy Quy. Vỗ tay em, vỗ tay. Ngưỡng mộ lên, ánh mắt long sồng sồng. Ánh mắt long sồng sồng. Ngưỡng mộ lên, đúng rồi. Quy nói tiếp. Vỗ tay dãy sạch nè. Ok em, được rồi. Cảm ơn mọi người. Em muốn nằm dài luôn á mọi người ơi. Anh nói anh quay cái MV thôi mà, anh trả tiền cách xe quay cái MV thôi mà giờ anh quay thành cái phim hả, truyền hình 30 tập. Mình phải diệt đội của Trường Giang nha. Còn cái đội hiếu thứ hai gì đó gọi là Sukana lắm. MV của anh có 5 phút mà bây giờ nó thành cái bộ phim 30 tập rồi. Có trong cảnh đó đi, là Đào nhảy mà đây rất hay hợp lệ luôn. Hay hợp lệ, em có vũ đòi Đào không? Chơi, em có okay, nhà. Rồi miếng suối, miếng suối, miếng suối. Rồi, em có vũ đòi nha. Đúng rồi, cho những giọt nước mắt dùm cho anh nha. Rồi, ok. Từ nha. Đoạn này nha. Trời, đội mới là văn nghệ quá ha. Mấy anh quay phim, khi nhạc nào cũng nhảy ha. Mấy anh để tay, mấy anh vỗ tay. Mấy gái làm khán giả dùm anh cái. Con ngồi đây nè, nha. Âm thanh vô ngồi hỗ trợ dùm anh đi. Anh em trong đoàn hỗ trợ cái. Vô đây mày ngồi, vô đây tao nỉ mày luôn đó.
cái tao vừa zoom xuống cái là mày vỗ tay nha. Là wow. Hâm mộ. Vô con nha. Đúng rồi, hâm mộ. Lẹ 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 lẹ. Lẹ 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 lẹ. Nó rớt, nó rớt. Từ từ nha, từ từ nha. Em vô nước. Okay, bên đây vỗ tay trước, bên đây vỗ tay trước nha. 2, 3, vô. Wow, vỗ tay. Wow. Không, không, không. Chuẩn bị nha, nước mắt như quy nha. Rồi. Bravo. Bravo. Tôi có cảm giác bộ phim này bị cấm chiếu. Thiệt. Mở ngay Vion để xem trọn bộ Focus Cam, nơi hé lộ những khoảnh khắc chưa kể của dàn cast 2 ngày 1 đêm. Focus Cam được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion.